Xin chào mọi người, lại Đức đây. Và trong video thứ ba này, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để bạn có thể tạo lập ra một trang fanpage chuyên nghiệp để giúp bạn có thể bán được nhiều hàng hơn. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước một cơ bản cần phải có để làm sao để có thể có một fanpage chuyên nghiệp. Đấy. Điều đầu tiên để bạn có thể có được một fanpage chuyên nghiệp thì bạn cần phải có những cái gì? Mình sẽ viết ra cho mọi người nhé, để mọi người có thể nhớ và mọi người có thể ghi nhận được. Đấy. Và thứ ba. Và thứ ba này. Tạo dựng một fanpage bán hàng chuyên nghiệp. Đấy, bạn cần phải có những cái gì? Đấy, thì mình sẽ ghi rất rõ ràng cho mọi người để mọi người có thể nắm được. Mọi người cứ làm theo từng bước một. Đấy. Khó đến đâu thì cứ comment hoặc là inbox cho mình sẽ hướng dẫn thêm cho mọi người nhé, mọi người cứ yên tâm. Đấy. Một, bạn cần phải có ý tưởng tên cho fanpage của bạn, tên cho fanpage của các bạn. Đấy. Đừng là tên chung chung mọi người nhé, đừng là tên là mỹ phẩm cao cấp các kiểu gì cả, cần phải có một cái tên riêng cho fanpage của bạn. Đấy. Thứ hai, đó là bạn cần phải có một cái ảnh avatar. Đấy, ảnh avatar fanpage. Đấy, fanpage chuyên nghiệp. Đấy. Kích thước của nó là 300 nhân 300 pixel. Ba này. Đó là một một ảnh bìa. Đấy. Có kích thước 828 nhân với cả 315 pixel. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để giúp bạn có thể tạo được một cái avatar và một cái ảnh bìa thật chuyên nghiệp một cách rất đơn giản. Đấy. Bạn không có gì phải khó khăn cả, yên tâm. Cứ xem hết video của mình. Hãy xem hết video của mình ở phía cuối, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tạo ra những cái ảnh bìa và ảnh avatar rất là chuyên nghiệp. Mọi người yên tâm nhá. Đấy, 4 này. 4 này. Và bạn cần phải có những nội dung chất lượng đăng lên fanpage của các bạn. Và mình cũng sẽ hướng dẫn luôn mọi người ở cuối video cách bạn chọn lọc và bạn lấy ra những nội dung thật là chất lượng để đăng lên fanpage để khách hàng họ rất là thích cái nội dung của bạn. Đấy, các bạn cứ yên tâm nhé, cứ yên tâm, mình sẽ hướng dẫn các bạn thật là chi tiết và tỉ mỉ cho mọi người. Đấy. Ok, đây là bốn cái các bạn cần phải chuẩn bị cho mình để bạn có thể bắt đầu thiết lập cho mình một cái trang fanpage bán hàng chuyên nghiệp. Đấy. Thì cái ý tưởng này là cần phải, thì cái việc đặt tên fanpage của bạn ấy thì lên đặt tên theo cấu trúc là gì? Đó là sản phẩm bán này cộng với cả gì? Cộng với điểm khác biệt này, biệt cộng với cả thương hiệu của bạn này, thương hiệu hoặc địa điểm. Đấy. Ví dụ mình có thể sản phẩm mình bán ví dụ như là mỹ phẩm đúng không? Đây sản phẩm bán khác biệt của mình là sản phẩm cao cấp hạn, đi cao cấp Hàn Quốc. Đấy. Thương hiệu mỹ phẩm Hàn, thương hiệu là ví dụ Hanel hạn, đi Hanel. Đấy, ví dụ vậy. Thì đây là một cái đặt tên cấu trúc fanpage hợp lý và chuyên nghiệp, để khi mà khách hàng họ gõ cái từ khóa là mỹ phẩm cao cấp ra thì nó sẽ hiện ra cái fanpage của các bạn. Đấy. Thì cái việc đặt tên fanpage cần phải có cái sản phẩm bạn bán này, điểm khác biệt này và cái tên thương hiệu của bạn. Bạn cần phải nghĩ ra như vậy. Đấy, ok. Đấy. Thì đấy là cách đặt tên fanpage các bạn như vậy. Mà bạn nếu khi mà bạn đã có thương hiệu tốt rồi thì bạn có thể đặt tên mỗi cái tên thương hiệu của bạn thôi, ví dụ là Hanel hạn đi. Đấy, thế thôi. Mà khi bạn phải rõ ràng là thương hiệu bạn lớn rồi nhá, giống như Tiki hoặc là Lazada kiểu vậy, giống như Tiki này, Lazada này, đấy, thời đó là những cái tên mà thương hiệu lớn rồi, hoặc Shopee, đấy, thương hiệu lớn rồi, thì bạn mới đặt tên theo kiểu thương hiệu này nhá, ok, đấy, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái trang web để giúp bạn có thể thiết kế ra được cho mình những cái avatar của ảnh bìa đẹp, dễ dàng, đấy. Bạn hãy đi theo tôi nhá, tôi sẽ vào trang web. Và mọi người có thể theo dõi link Facebook Đức Phạm của tôi. Đấy. Ở đây, chuyên gia marketing online mọi người nhé. Mọi người theo dõi đi. Đấy.
bởi tôi sẽ cập nhật rất nhiều video hướng dẫn cho mọi người về chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo Google, chạy quảng cáo YouTube. Anh em cứ yên tâm, tất cả các kiến thức tôi sẽ để lại ở thành một danh sách để cho mọi người có thể dễ dàng theo dõi đấy, và hoàn toàn miễn phí mọi người nhé. Mọi người có thể tự học được mọi thứ, không có gì khó khăn cả đấy. Và đây là kênh YouTube của tôi, Đức Phạm Official mọi người nhé, Đức Phạm Official đấy. Ok đấy. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người vào cái trang web để mọi người có thể thiết kế ra mình cho được những ảnh bìa và ảnh avatar đẹp đấy. Trang này là trang canva.com mọi người nhé, trang canva.com. Thì ở đây nó sẽ có những cái có hết các bạn rồi đấy, những trang bìa Facebook này đấy, hình thức nội YouTube này đấy, biểu ngữ này, blog này, phần đầu email này, quảng cáo ứng dụng Facebook này đấy, nó có rất nhiều cái. Thì bạn sẽ chọn cho mình những cái mẫu phù hợp đấy, thiết kế đấy, đây này, mạng xã hội được thiết kế hoàn toàn. Thì đây là cái kích thước để làm ảnh avatar mọi người nhé, làm hình vuông. Bạn có thể chọn, bạn có thể tự tự cho mình một cái thiết kế riêng đấy, ví dụ bạn có thể chọn một thiết kế riêng, ví dụ ảnh nền này, ví dụ mình chọn một cái ảnh nền là màu gì đó đấy, bạn không cần biết về Photoshop cả, bạn chỉ cần dùng cái ứng dụng này thôi, bạn có thể là thiết kế cho mình được rất nhiều ảnh nền đẹp rồi. Ví dụ đây đấy, xong sau đó bạn sẽ ghi tên của mình vào, ví dụ như là đấy, bạn chỉ cần kích vào đây bạn sửa đi thôi là xong. Đây, kích cỡ chữ bạn người rất nhỏ đi cho nó vừa với khung chữ của bạn đấy. Đấy, ví dụ như là quần như là mỹ phẩm cao cấp nail hóa đi đấy. Thì đây có thể là một cái ảnh bìa bạn, ảnh avatar rất là đẹp cho bạn đấy. Bạn phải chọn cho mình cái khung chữ xóa bớt này đi đấy, bạn có thể tùy chọn khung chữ của mình đấy, cái này chữ đẹp để bạn chọn là mỹ phẩm cao cấp đấy, chọn cho mình khung chữ. Đây, đây là, thì đây có thể là cái đấy, xem chọn cho mình chữ to một chút đấy, thì đây cũng có thể là một cái ảnh avatar cho bạn đấy, tùy bạn, hoặc bạn có thể chọn cho mình cái mẫu có sẵn của Canva này đấy. Đây, nó sẽ có rất nhiều cái công cụ bên cạnh để giúp cho bạn có thể tạo ra cho mình những cái ảnh avatar rất là đẹp đấy. Ví dụ là mình sẽ không dùng này nữa, mình sẽ dùng ảnh mẫu của Facebook chẳng hạn, của Canva hạn đi đấy. Mẫu Canva đấy. Mẫu Canva đây, mọi người có thể gõ nhé, ví dụ như là avatar này, nó sẽ vào mà avatar. Bạn có thể tìm rất nhiều trên đây, nó có rất nhiều mẫu cho bạn. Graphic này, trang bìa này. Đấy, tính trang bìa bạn sẽ chọn này nhé. Đây, mạng xã hội này. Đây. Thì đây nó có rất nhiều cái ảnh avatar đẹp cho bạn chọn. Ví dụ bạn kéo xuống đi, tìm cho mình một cái avatar đẹp rất đơn giản đấy, không cần phải biết Photoshop để bạn tùy bạn chọn mà thích vào chọn. Tôi thử mò một chút xem có cái nào đẹp một chút không để tôi gửi đến các bạn làm luôn, bởi vì thường thường tôi dùng Photoshop tôi làm, còn cái này là các bạn có thể dùng mà không cần biết gì và vẫn có thể làm được. Nền màn hình chính, bát, logo, đây là logo xem, đây là logo rồi, xong rồi sự kiện,
Rất nhiều bạn ạ, đây có rất nhiều thứ luôn để giúp bạn có thể rất nhiều thứ để giúp các bạn chọn giáo dục tiếp thị một thương hiệu. Đây làm thương hiệu này, mẫu này, logo này, đây logo đây, bạn có thể chọn này làm logo cũng được. Bạn có thể chọn bất kỳ logo là bạn thích, bạn liền sửa chữ của nó thôi là được. Rất nhiều logo bạn chọn thoải mái, đơn giản. Sử dụng mẫu này. Bạn có thể xóa dấu đi, bạn điền tên mỗi logo bạn vào thôi. Ví dụ như là mỹ phẩm cao cấp Hanel đấy, bạn chỉ cần viết mỗi chữ Hanel cũng được. Hanel, sau đó bạn có thể thêm các thành phần của nó vào nữa để khiến cho cái logo của bạn đẹp hơn. Bạn có thể tìm thì xem là một phù hợp cái logo này của bạn. Tìm 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 xem. Đấy, thì đây là một cái công cụ để giúp cho bạn có thể làm được một cái ảnh avatar đẹp. Sau đó thì bạn ấn tải xuống. Đấy. Bạn có thể chọn kích thước là PNG hoặc là JPG. Đấy, nó gợi ý là dùng PNG. Bạn đợi một chút nhé, đợi một chút. Đấy. Sau đó thì nó sẽ hỏi bạn muốn lưu ở đâu và bạn chỉ cần lưu, ví dụ lưu desktop bạn đi. Đấy, thì nó sẽ hiện ra desktop đây của mọi người. Đấy, thì đây là ảnh, ví dụ đây là ảnh của bạn. Đây, một cái ảnh avatar của bạn. Sau đó mình sẽ thiết kế thêm một cái ảnh bìa, như ảnh bìa đó mọi người nhé. Ảnh bìa nữa nhé. Đấy, trang bìa Facebook đây. Đấy, kích thước của trang bìa Facebook đây. Leo này. Đấy. Mỹ phẩm. Không chữ. Tìm cho mình không chữ tiếng Việt mọi người nhé. Xóa này đi. Thế là bạn có một cái ảnh bìa khá đẹp rồi. Ok. Sau đó bạn ấn lưu xuống. Đấy, lưu laptop. Để cho tí mình thử cho mọi người xem. Đây là cái ảnh bìa Facebook của mình. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tạo một cái fanpage này nhá. Sau khi đã có ảnh bìa rồi, có ảnh tên rồi, bạn sẽ tạo fanpage rồi. Quản lý trang này. Tạo trang. Đấy. Để các bạn có thể bán hàng được trên fanpage thì bạn nên chọn cái doanh nghiệp hoặc thương hiệu nhé, để bạn có thể bán hàng, bởi vì nó sẽ tối ưu cho bạn hơn và nó sẽ có nhiều cái dịch vụ cho bạn hơn. Đấy, nhiều chức năng tốt hơn cho bạn. Đầu tiên bạn ấn bắt đầu và tên trang mình sẽ đặt theo đúng cái kia các bạn nhé. Mỹ phẩm trang thêm hạng mục, ví dụ như là mỹ phẩm không có nào, dịch vụ địa phương mua sắm bán lẻ đấy, bạn sẽ chọn những dịch vụ này, địa chỉ thành phố ví dụ như là
zip 100.000 mọi người nhé. Hà Nội là 100.000. Mọi người ở thành phố nào thì mọi người chỉ cần gõ ví dụ như là mã zip Hà Nội đấy, bạn gõ này ra thì nó sẽ ra tất cả mọi thứ luôn. Đấy, mã zip Hà Nội, mã zip đây Hà Nam 400.000, Hà Giang là 310.000. đấy, mọi người vào đây mình gõ nhé, tìm nó nhanh đấy, thì ra luôn. Ok, sau đó thì bạn điền số điện thoại tùy bạn, cái này không bắt buộc. Và bạn có thể chọn là không hiển thị địa chỉ của tôi, nhưng mà tôi nghĩ là bạn nên hiển thị địa chỉ để cho uy tín. Sau đó bạn ấn tiếp tục. Ok, cái này không được viết hoa anh em ạ, viết thường thôi. Là cái mà chúng ta đã làm xong. Đấy. Sau đó thì xem đừng cần phải có nhập thông tin chính xác mọi người nhé. Ví dụ mình sẽ để là 6 xong đỉnh từ đường. Đó. Ok, xong. Sau đó mình sẽ tải này diện lên. Hình đại diện là cái ảnh mà mình vừa làm ấy. Xong tải giờ lên. Xong rồi giờ em lại chắc là bị lỗi lag một chút. Đó. Thì đấy là bạn xong. Đây là một cái bước đấy, đây là một cái bước để giúp cho bạn tạo được một cái fanpage bán hàng chuyên nghiệp rồi. Đấy, ok, trông rất là đẹp đấy, rất đơn giản thôi, ai cũng có thể làm được đấy. Và ở đây có nút mời này, có thể nút mời bạn bè này, bạn có thể mời các bạn bè của bạn vào đây để họ like page cho các bạn đấy, để có được những cái lượt like đầu tiên một cách tự nhiên nhất đấy. Ok. Và trong video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để bạn có thể tối ưu cái trang fanpage của bạn để làm sao để nó xuất hiện lên một cách thật là pro, rất là đẹp và lung linh mọi người nhé. Xin mọi người hãy chia sẻ giúp tôi video này, hãy chia sẻ video này để các bạn của mọi người cũng có thể làm fanpage của mình rất là đẹp, rất là lung linh và chuyên nghiệp. Trong video sau tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách tối ưu fanpage và hướng dẫn mọi người các cách làm sao để mọi người lấy ra cho mình những cái nội dung phù hợp nhất với những khách hàng của bạn để họ có thể tương tác nhiều nhất. Và khi họ tương tác nhiều rồi thì khi các bạn đăng bài bán hàng lên thì tỷ lệ khách hàng nhìn thấy bài bán hàng của bạn sẽ cao hơn rất nhiều. Đấy, ok, xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của tôi. Bye bye.